Hello bạn Bin, cuối cùng thì cũng đã tới, bật đèn này lên mới thấy đường được. Cuối cùng thì đã tới homestay các bạn. Homestay, giờ Yến vô Yến nhận phòng nè, homestay Radisson. Ủa, homestay Radisson là bên đây hay đâu? Đi đường này vô hả? Rồi cảm ơn. Rất là dễ thương. Bin. Đúng rồi. Đúng rồi, xe nhà. Ủa rồi mình check in ở đâu? À, kìa, chạy lên kia đi. Đậu nói đuôi đi anh. Hay hay để đây đi rồi tí đem đồ vô bớt rồi chạy lên. Ờ rồi, đậu tạm ở đây đi anh. Mới mưa xong. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là anh chủ đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là anh chủ mọi người. Do đi từ công tâm lên đây hơi trễ cho nên là tới trễ. Sương mù không gì? Không có sương mù nhưng mà đường lạ lần đầu chạy á. Cho nên là nó hơi ngoằn ngoèo. Chạy có 30-40 cây số giờ à. Cho nên lên hơi trễ. Rồi. Xuất phát từ đâu chị Buôn Ma Thuột rồi? Chị đi từ Sài Gòn lên. Từ sáng tới giờ luôn hả? Từ hôm qua. Hôm qua, đêm hôm qua là chị ở Đắk Lắk. Rồi ở đâu? Ừ đúng rồi, đêm qua là ở Buôn Mê, đúng rồi. Rồi từ Buôn Mê lên đây. Hello mọi người đi con. Hello. Hello. Do trời mưa và khá là lạnh cho nên là Bin Yến sẽ phải chui vô phòng sớm. Thì đây là phòng của Bin Yến ha. Ê, rất là êm. Yeah. Yeah. Yeah, wow, một hàng cây luôn. Thôi giới thiệu đi, đây là đâu? Ừ. Đây là khách sạn. Quá lạnh luôn. Lạnh lắm. 13 độ mọi người ơi, 13 độ. 13 độ. Rồi sau khi đã tắm nước ấm rồi thay trang phục. Thảo ơi lên đây chào mọi người nào. Đây. Đấy, con búp bê đầu tiên. Đấy. Chào các bạn. Rồi, con búp bê thứ hai. Con đứng lên đây nè mới thấy, dưới đó hơi tối. Rồi, con chào mọi người đi, sao? Chào mọi người. Con thấy gì sao? Con thấy hơi lạnh. Hơi lạnh hả? Sao, đồ sao? Đồ sao? Đồ gì con gấu bông gì đó. Wow, đồ ơi. Wow, lạnh quá. À, con chào mọi người hả? Hello mọi người. Con là Đô La. Ừ, con lạnh quá, con béo rồi. Đây là cái giường nha các bạn. Đang nằm trên giường. Và kia là khung cảnh ở bên ngoài. Sáng nay trời rất là lạnh, 12 độ và gió rất là mạnh. Ba ơi, hộ ta em đâu? Đây, ngay trên đây, ngay trên cái đồi. Ba ơi, con mấy hộ ta em đâu? Buổi sáng 7:10, 12 độ C, nhưng mà chắc là hơn 12 độ C. Ba đẹp không cần. Trời ơi, đây là kinh khủng luôn. Cái này mà đi cây này giống như cây mai anh đào vậy. Cây này cây mai anh đào á. Anh đào á chứ không phải mai anh đào. Cái này mà đi đông là nhóm lửa ở đây. Trời không mưa mới nhóm lửa đây.
rất quay vô thấy tầm cái khu nhà sương mù dặn lối. Xích đu lên. Do là không đặt được một chỗ liên tiếp hai đêm cho nên là giờ Bi Nín trả phòng mà Bi Nín di chuyển đi ăn sáng, uống cà phê, cây đô la kìa mọi người. Cây đô la kìa. Cây này là Bi Nín dùng để cắm hoa đó cả nhà. Đây chủ nhà nè mọi người. Rất là trẻ ha, quê ở Cà Mau.